Chương mục sức khỏe cho mọi người xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương mục kỳ này là phòng sự. Tiếp đến là phân phổ biến kiến thức. Sau đây là nội dung chương trình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hơn ngừng phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch đẹp của Bộ Y tế. Ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đề ngày Chủ nhật xanh, hai hành động để Thủ tướng Huệ thêm xanh, sạch, sáng, nhiều nội dung cụ thể hóa gắn liền với cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp được hoạt động sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn ngành y tế. Bên cạnh việc hoạt động ngày chủ nhật xanh quy mô lớn vào mỗi chủ nhật tuần đầu tiên mỗi tháng, kết hợp các sự kiện, Sở Y tế đã đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc tạo thêm nhiều không gian xanh, điểm xanh tại các cơ quan bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế các đơn vị hàng tháng chọn và đăng ký một địa điểm để tổ chức ra quân đồng loạt triển khai thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh trên địa bàn của địa phương đơn vị mình. Các đơn vị trực thuộc sở y tế cũng đã tổ chức mỗi đoàn viên có một cây xanh tại bàn làm việc. 100% đoàn viên đều hưởng ứng với chầu cây cành nhỏ để bàn hoặc sẵn tạo chầu cây bằng vỏ chai nhựa, tận dụng vệ liệu. Mô hình cây xanh tại bàn làm việc có phần khơi dậy lòng yêu thiên nhiên, nhắc nhở việc bảo vệ môi trường, đồng thời tạo thêm năng lượng làm việc cho mọi người. Trên trang thông tin điện tử, các đơn vị đều cập nhật thông tin về hoạt động hưởng ứng ngày chủ nhật xanh và lên kế hoạch triển khai hoạt động định kỳ hàng tuần. đã có một số ý tưởng sáng kiến giải pháp tham gia thực hiện ngày chủ nhật xanh gắn với tình trạng cảnh quan môi trường như tặng cây địa bàn nhân ngày sinh nhật, thi chăm sóc cây xanh cảnh quan ở hành lang khoa phòng, hoạt động bổ sung cây hoa ở bệnh viện, đoàn thanh niên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hoạt động ngày chủ nhật xanh với quy mô vào mỗi chủ nhật tuần đầu tiên mỗi tháng kết hợp các sự kiện tạo thêm nhiều không gian xanh, điểm xanh tại cơ quan. Chủ nhật xanh là một cái chủ trương lớn của tỉnh ủy điện cơ sở. Thì chi đoàn trong tổng kiểm soát cũng xác định đấy là một đồng trọng tâm nằm trong kế hoạch hoạt động đoàn và phong thanh niên năm 2024. Thì chi đoàn cũng đã đưa ra cái hoạt động này hàng tuần thì các bạn đoàn viên phải làm vệ sinh tại các cái phòng làm việc của mình, các bạn làm việc của mình còn đối với hàng tháng và hàng quý thì tổng vệ sinh tới toàn bộ khuôn viên các cơ sở trực thuộc của cdc để trung tâm y tế nam đông màu xanh mạ của cây và hoa khiến cảm giác thời tiết oi bức như dừa bớt không chỉ xanh ở không gian chung khu vực phòng bệnh hành lang nhà vệ sinh đều được bố trí cây xanh lọc không khí với chủ trương sạch từ phòng bệnh đến môi trường trung tâm y tế huyện nam đông không chỉ kêu gọi cán bộ mà còn tuyên truyền lan tỏa ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh môi trường để bệnh nhân và người nhà chúng tay hưởng ứng Công với đó đoàn thanh niên trung tâm y tế còn tổ chức vệ sinh trồng thêm cây hoa hàng tuần nhằm phủ xanh các khoảng đất trống, thêm sức sống cho khuôn viên để người bệnh có thêm điểm đi dạo, thể dục giúp bệnh nhân thư giãn trong quá trình điều trị. Tại đơn vị trong thời gian vừa qua thì cũng đã có hai cuộc vận động chủ yếu là cho cả bộ nhân viên y tế à, cuộc vận động đầu tiên đó là 10 cả bộ nhân viên y tế sẽ là động gọt một cái cây xanh, và cụ thể đó là một cái hoa giấy thì sau sau hai năm đưa vào hoạt động thì hiện tại cái chân là hoa vậy là cho ra hoa rất, rất là đẹp. cái thứ đó là cách đây cũng một tháng thì đơn vị cũng à, vận động thêm một cuộc vận động nữa tức là một cả bộ viết chức y tế sẽ đồng góp một chầu cây để bỏ trong 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 khuôn viên của nội viện thì hiện tại thì cơ sở cũng là rất là, là, là sạch đẹp hơn ngừng phong trào hoạt động xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp và triển khai 5S sàng lọc sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng của ngành y tế. Với ý nghĩa đó, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà, cũng như các trạm y tế trên địa bàn Thị xã, đã tích cực tham gia. Trên thực tế, thời gian qua, Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp, hiệu quả và khoa học. Bên cạnh đó, hàng tuần ban giám đốc đã tổ chức cho cán bộ viên chức lao động vào chiều thứ sáu thì hàng tháng, quý đã tổ chức lao động xã hội chủ nghĩa nhằm chỉnh trang công viên bệnh viện. Qua đó góp phần thực hiện tổ cơ sở y tế xanh sạch đẹp để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hay lòng của người bệnh, cũng như chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trung tâm y tế đã nhận làm sạch một cái tuyến đường khoảng 500 m đường Lê Thái Tổ của thị xã Hương Trà thì cái tuyến đường đó thì trung tâm y tế là nhận làm là đảm bảo luôn sạch sẽ à, thoáng mát à, và hàng tháng thì trung tâm y tế sẽ làm sạch cái tuyến đường đó thì thực ra bên kỳ bên cạnh những thuận lợi đó là có sự đồng thuận của tất cả các cán bộ à, ở, ở, trung tâm y tế rồi anh em rất là đồng lòng à, ví dụ như, như ngày thứ bảy chủ nhật mà huy động đi làm à, tuyến đường mình được phân công á, thì anh em rất là hồ hởi phấn khởi có thể nói, Ngày Chủ nhật xanh của ngành y tế gắn liền với bệnh viện xanh sạch đẹp đã giúp không chỉ cán bộ, nhân viên làm việc gần gũi thân thiện với thiên nhiên, mà người bệnh cũng được hưởng lợi từ nhiều hoạt động vì môi trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, của các cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, một phổ biến kiến thức kỳ này giúp các bạn hiểu rõ hơn về công tác dân số tỉnh Thừa Thiên Huế và tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xu hướng gia hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Việc chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tạo ra động lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ chưa có hai Phan Đăng Tâm, chi cục trưởng chi cục dân số tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ tham gia chương trình của chúng tôi. À, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh thích ứng với gia hóa dân số à, là một trong những nhiệm vụ quan trọng được chính quyền tỉnh Tư Thức Huế quan tâm. À, thời gian qua, với vai trò và chức năng của mình, Chi Cục Dân Số Tỉnh đã triển khai những cái hoạt động để góp phần thực hiện có hiệu quả như thế nào, thưa bác sĩ? Và hiện nay, người cao tuổi của Thừa Thiên Huế là 15,9%. Như vậy, ngoài trừ ở lưỡi là 9,3% là chưa gia hóa dân số, thì tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều đang ở trong tình trạng gia hóa dân số. Ừ, Trở thành nhà dân số, thì ủy báo Nhân tỉnh đã ban hành cả kế hoạch số 20 về triển khai thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh Thế Huế đến năm 2030. À, trong đó, cả cái sở ban ngành đoàn thể và các cái đề diện hội người cao tuổi các cấp à, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình để ban ra các giải pháp thực hiện thành công công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở y tế, rồi cả cái toàn bộ mạng lưới y tế dân số bao gồm ngay cả người cao tuổi và ban đại diện hội viên người cao tuổi à, tham gia thực hiện các cái hoạt động của chương trình theo chức năng nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là thừa tiến Huế có nội dung hai về bảy chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội ở miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. thì trong đó có cái nội dung chăm sóc người cao tuổi ở cả cái vùng khó khăn và chính nhờ cái chương trình mục tiêu quốc gia này thì công tác chăm sóc người cao tuổi ở cả cái vùng sâu vùng xa đã được đạt được những thành quả nhất định người cao tuổi thì được truyền thông tư vấn và khám sức khỏe thông qua cả cái buổi nói chuyện chuyên đề buổi sinh hoạt câu lạc bộ cũng như cả cái buổi khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết trong quá trình triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đâu là những khó khăn và hạn chế? Mặc dù có rất nhiều nỗ lực và cố gắng nhưng mà thẳng thắn nhìn nhận là công tác chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là sức khỏe người cao tuổi hiện nay vẫn còn những khó khăn. Đó là lý do xu hướng hiện nay là mô hình gia đình uh, tám đại đông đường tự đại đông đường chuyển sang mô hình gia đình hạt nhân và việc người cao tuổi sống cô đơn một mình là rất bất lợi đối với người cao tuổi uh, thứ hai là tỷ lệ người cao tuổi uh, tỷ lệ không có bảo hiểm xã hội chiếm rất cao gần bảy ở uh, tuổi thọ thì càng cao nhưng số năm sống khỏe thấp đặc biệt là người cao tuổi hiện nay mang rất nhiều cái bệnh mang tính vì chúng đại thảo đường tăng huyết áp thoái hóa cuộc sống ung thư đột quỵ uh, và cần rất nhiều thời gian để điều trị hay và thậm chí điều trị suốt đời Bên cạnh đó, người cao tuổi mắc nhiều bệnh, trung bình một người cao tuổi Việt Nam cũng như thừa thiên huế chúng ta mắc khoảng 3 bệnh. Thứ ba nữa là người cao tuổi sử dụng đến 50% lượng thuốc và trong đó chi phí y tế cho người cao tuổi cao gấp 7 đến 10 lần đối với người trẻ tuổi. Một cái thực tế nữa là nguồn nhân lực hiện nay về lão khoa còn thiếu. Cả cái câu lạc bộ người cao tuổi bởi dừng lại ở mức độ sinh hoạt cộng đồng chưa thực sự chủ trọng đến công tác tư vấn trực tiếp tại các hộ gia đình đặc biệt là các hộ gia đình có người cao tuổi à, công tác truyền thông ở cơ sở của đội ngũ công tác viên y tế dân số cán bộ hội người cao tuổi cấp xã vẫn còn nhiều hạn chế về phía tích cục dân số tỉnh đã có những cái biện pháp gì để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi à, để góp phần thích ứng với gia hóa dân số hiện nay à, chủ đề năm 2024 năm nay là chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân gia đình và xã hội điều này thì tỉnh ưu việc, tỉnh nhân văn sâu sắc một cái truyền thống của được nhân nguồn của đảng nhà nước và nhân dân ta à, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm ngành y tế mà nó còn cần sự vào cuộc cả một cái hệ thống chính trị vì vậy đối với chính cục dân số thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện ra soát và tham mưu cho sở y tế trình ủy ban điều chỉnh các cái chính sách liên quan để đảm bảo vừa ổn định quy mô dân số nhưng mà phải kéo dài cái thời gian già hóa và thời kỳ dân số vàng của tỉnh thừa thiên huế thứ hai là tăng cường truyền thông vận động tuyên truyền về vấn đề gia hóa dân số nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng chính quyền các cấp các ban ngành đoàn thể xã hội người dân về phát huy vai trò người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta đối với người cao tuổi vì vậy chi cục dân số chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn của sở các đơn vị trực thuộc của sở để tham mưu cho sở y tế về nguồn lực việc vật lực uh, kinh phí cũng như là cơ chế phối hợp nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn à, tiếp theo chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa một Hà Thị Mỹ Dung, à, trưởng khoa sức khỏe sinh sản, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế à, về nội dung chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi. À, đầu tiên, à, bác sĩ có thể cho biết phụ nữ mang thai à, cần cảm thai định kỳ và chăm sóc thai nhẹ như thế nào? Một phụ nữ mang thai chúng ta cần phải được quản lý thai kỳ và khám thai định kỳ ít nhất 4 lần trong ba trong thai kỳ của mình. Lần đầu tiên trong 3 tháng đầu, à, một lần trong 3 tháng giữa và hai lần trong 3 tháng cuối thai kỳ. Cái việc khám thai định kỳ thực hiện cái sàng lọc trước sinh, nhất là các trường hợp mang thai nghẹn nguy cơ cao thì giúp cho mình phát hiện được các cái trường hợp nguy cơ cũng như là chẩn đoán bệnh sớm để dự phòng cho mẹ và con để phòng tránh các cái tai biến cho cả mẹ và con khi mà mang thai cũng như là sau sinh ngoài ra phụ nữ mang thai chúng ta cũng cần lưu ý là thực hiện cái khám thai định kỳ và chúng ta sẽ đi khám ngay khi mà có các cái dấu hiệu bất thường như đau bụng ra nước ối ra máu hoặc là co giật thậm chí là đau đầu và trong cái thai kỳ thì chúng ta cần lưu ý là tiêm đủ mũi vaccine để dự phòng cái à, uốn vẹo cho cả mẹ và con à, trong giai đoạn mang thai ngoài các vấn đề nếu trên thì ba mẹ chúng ta cũng cần có cái kế hoạch để mà dự định cho cái cuộc sinh của mình sắp đến cũng như cái hành trình nuôi con bằng sữa mẹ đó là trong thời gian mang thai, à, con sau khi sinh thì các bà mẹ cần tiếp tục được chăm sóc như thế nào thưa bác sĩ? À, ba mẹ cần phải được thông tin về cái cuộc đẻ của mình cũng như là tình trạng của trẻ sơ sinh và à, trong cái tình trạng này, ba mẹ cần được là tư vấn về tình cảm hỗ trợ về mặt tình cảm trong à, các cả cái cuộc sinh đặc biệt cả trường hợp mà có cái vấn đề bất thường chúng ta thực hiện chăm sóc thiết yếu cho ba mẹ và trẻ trong và ngay sau đẻ à, ba mẹ cần phải vận động sớm ngay sau đẻ chúng ta thực hiện các cái vấn đề vệ sinh thân thể nhất là cái việc mà tắm rửa cũng như là đánh răng hàng ngày chúng ta nằm ở các cái phòng thoáng mát à, tránh cái cái việc là nằm thang và à, chúng ta cũng lưu ý là không sử dụng thức uống có cồn và cái hạn chế thức ăn nhiều muối đối với là ba mẹ thì gia đình và gia đình thì chúng ta cần tư vấn về các vấn đề chăm sóc cho bà mẹ và trẻ để mà phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ để mà đưa đến cái cơ sở y tế trong những tình huống mà cần có, có sự hỗ trợ chăm sóc của y tế đối với ba mẹ mà sau sinh thì chúng ta cũng cần lưu ý một cái vấn đề là hỗ trợ về mặt tình cảm cũng như là quan tâm lo lắng và giải đáp các cái thắc mắc để mà dự phòng cái trầm cảm sau sinh cho là bà mẹ bác sĩ có thể cho một vài lời khuyên về chế độ ăn uống, lao động nghỉ ngơi của bà mẹ mang thai và các bà mẹ sau khi sinh. À, các bà mẹ cần ăn uống hợp lý và đủ các nhóm thực phẩm uống đủ nước từ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước mỗi ngày. À, uống cái viên sắt và axit folic à, hoặc là cái viên đa vi chất trong cái suốt thời kỳ thời gian mang thai và đến một tháng sau sinh. Sau sinh thì các bà mẹ cần bổ sung thêm cái vitamin A theo như khuyến cáo của cán bộ y tế chúng ta cần có cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tinh thần thoải mái, vui vẻ. À, chúng ta cái thực hiện vệ sinh sinh dục và vệ sinh phụ đúng cách. À, áp dụng các cái biện pháp tránh thai sau sinh theo như hướng dẫn của cả bộ y tế để mà phòng cái việc là mang thai ngoài ý muốn. À, nếu như mà ba mẹ à, chúng ta có các cái vấn đề mà băn khoăn lo lắng về nuôi con bằng sữa mẹ thì cần tham vấn và hỗ trợ cho ba mẹ trong cái việc là à, hiểu được cái lợi ích của việc là cho con là bú mẹ ngay sau đẻ cũng như là nuôi con bằng sữa mẹ nếu ba mẹ sau sinh mà có bất cứ các cái dấu hiệu nguy hiểm nào thì chúng ta cần đưa đến ngay cơ sở y tế để mà hỗ trợ kịp thời ví dụ như là đau đầu à, ra máu sản dịch hôi hoặc là có sốt thì các ba mẹ chúng ta cần phải biết chăm sóc sức khỏe bản thân đúng cách để mà có được một cái tình trạng thể chất tốt nhất cũng như là tinh thần thoải mái, chuẩn bị cho cái hành trình là mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúc một sức khỏe cho mọi người. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. tất ngại xin kính chào và hẹn gặp lại.